Đoạn video một con chuột dính đầy xà bông đứng trong bồn, dùng chân cọ khắp thân để tắm, được quay ở Peru. Con chuột đứng thẳng bằng hai chân sau, rồi dùng hai chân trước kỳ cọ. Người quay video Joe Corey nói rằng anh chuẩn bị đi tắm thì phát hiện ra cảnh tượng này. Joe không thể tin nổi vào mắt mình và lấy điện thoại ra ghi lại. Sau khi tắm rửa khoảng 30 giây, con chuột đã phát hiện ra người và nó bỏ chạy. Có vẻ ông anh này còn hơi non trẻ nên vẫn chưa thấm nhuần được đạo lý đội vợ lên đầu trường sinh bất lão đây mà. Lão tuế kiểu này mà không bị đấm cho vỡ alo thì lại phí quá. Trung thu thì chưa tới mà rước đèn rước đuốc rầm rộ quá nhờ. Đèn ông sao sao năm cánh tươi màu các kiểu, nhìn cũng rất gì và này nọ. Có binh đoàn tôm cá đi kèm nhìn cũng chiến phết đấy. Cơ mà quả này nhìn hơi sợ ma nha. Vì Trung Thu mà cosplay Annabelle vậy ông anh? Có thù với con nít nên không muốn con nít ra đường rước đèn luôn hay gì? Quá đáng quá thể rồi đấy nha. Đêm hôm ra đường mà gặp đoàn xe ối sụ ôi như này thì có mà đá ra quần mất các bác ạ. À. Từ xưa tới giờ cứ ngỡ xe tăng nó rề rà chậm chạp lắm các bác ạ. À. Trong mấy chục nồi bánh trên cuộc đời thì lần đầu tiên tôi thấy quả xe tăng mà nó tăng tốc kiểu như này luôn ấy. Quá là ghê gớm. Ảo thật đấy. Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trên hè phố, ngồi lên, ngập xuống, cá vàng chết nhăn răng. Rồi xong, đi đâu mà lạc lối lên đây luôn thấy mấy em. Hỏng rồi, hỏng rồi. Cá nằm trên thớt, mở dân miệng mèo rồi mà còn không chịu mần thì lại phí của sời quá. Con nào con ấy béo nuổn hết cả lên. Quả này mà chiên giòn chấm nước mắm ớt xanh thì lại nhức cái nách. Mới nghĩ tới thôi mà nước miếng nó cứ tuôn ròng ròng rồi đây này. Rồi mắc cái gì vậy hả con kia? Bà đây làm gì mày? Chơi trượt cát xả xì chén mà tưởng đầu trượt thẳng xuống suối vàng luôn. Khổ quá đi mất. Lần sau chơi thì mình bớt ẩu lại nha anh sai. Như này có ngày đít nó lộn lên cổ thì lại úi sụ luôn. Tắc văn nhưng đây là bản hơi su cà na nha. Thiếu kỹ năng mà lại thích thể hiện nên nói chung cái kết cũng không thể khá khảm hơn. Khổ lắm cơ, không làm được thì thôi. Chứ làm cái gì mà cứ phải cố tạo nét thế. Muốn làm racing boy đi chạy phố, tìm số nhà em. Mà chưa kịp tìm ra thì anh đã ngã toàn cả xe rồi em ạ. À. Khi skill của bạn phế vải liền nhưng vẫn thích tạo nét. Khi bạn cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán và muốn nêm thêm chút muối, nhưng mà nó lạ lắm, đúng là đời, hay ghét. Gì đấy bạn ơi, ăn trong nồi ngồi trong hướng giùm cái, chỗ người ta ăn uống bạn làm thế mà xem được đấy à. Tính chơi trò chơi cảm giác mạnh cho nó bớt xì chén mà chơi sau muốn thoái xác luôn, trường hợp này xin phép không giải thích gì thêm. Vậy nó tập bơi mà coi cái tướng thấy ghét không? Rồi nhây như này thì tới tết năm nào mới biết bơi hả con? Nghiêm túc giờ 1 phút 30 giây đi. Mắc mệt hà. Mới đầu thấy cũng điêu luyện lắm. Tưởng đâu là tay đua ngựa chính chính hiệu. Đúng là đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong mà. Thêm một ván thủ nửa mùa nữa xuất hiện. Nói được thì làm được giùm đi trời. Sao tạo dáng thì hay mà cày thì dở thế không anh? Một buổi chiều cứ ngỡ là được chiêu, tưởng hy vọng ai ngờ toàn tuyệt vọng. Khi bạn không có kỹ năng chèo nhưng lại có kỹ năng đú, khổ quá cơ. Cứ cô đã mang xôi mà làm gì, rồi giờ thành cây hài nhân dân luôn rồi đó, thấy chưa? Đúng là cái ông tài long, gì cũng giỏi mà giỏi nhất là bày trò. Nghe bảo chó là loài động vật thông minh nên nuôi chó để giữ nhà, mà đuổi trộm đâu không thấy, toàn là thấy văn bẫy với chủ không mới ứa gàng chứ. Còn với chả cái, đứt ruột đẻ ra nuôi cho lớn rồi đu mấy cái trend nhảm trên TikTok xong báo cha báo mẹ thế đây. Khi bạn đã tóc màu hoa râm nhưng chưa từng thấy con tôm nào nhìn gớm với kiểu này bao giờ. Rồi rốt cuộc đây là con tôm hay con bọ cạp thế? Bố mày là tôm, mẹ mày là bọ cạp hả em? Không phải body Samsung đâu, nhưng mà người ta thấy xấu nên góp ý thôi. Tức thì chứ, rồi mắc gì phun nước tao mày. Nhiều khi muốn hiền lành mà cuộc đời đâu có cho phép. Xin mãi vợ mới cho mua quả xe đi cháy phố nên cho vợ rớp test trước cho nó máu. Đấy, vợ thấy chưa, anh rú ga cho phép thì văng ra khỏi trái đất luôn.
khi bạn có một công việc lương cao nhưng lại nhàn vãi linh hồn, phải kiếm công ăn chuyện làm cho bận rộn tay chân thôi. Trời má, cái gì đấy? Xe cấp cứu mà chạy rớt hết đồ nghề ra ngoài kiểu này thì bệnh nhân chắc ngồi trên xe đọc kinh cầu nguyện luôn quá à. Còn miếng lương tâm nghề nghiệp nào không phải trời. Biết là việc nhẹ rồi, mình kéo thì kéo bà nó đi. Bày đặt dè chừng cứ như là cái gì mong manh dễ vỡ lắm. Lần sau làm việc mình tối ưu hóa thời gian lại giùm. Úi xùi, em G63 cứ nhúng nhảy bốc lửa như này thì hỏi sao chủ tịch nào cũng phải có một em. Khi có quá nhiều chuyện ập đến trong cuộc đời mình thì điều duy nhất mình nên làm đấy chính là kệ bà nó đi. Càng quan tâm thì càng thất vọng, càng thất vọng thì sẽ dẫn luôn đến tuyệt vọng. Thôi còn gì nữa thì sọc hết luôn một thể đi, không thèm để ý nữa, muốn làm gì làm. Khi chủ xe yêu cầu em cứ rửa hết sức sạch nhất có thể cho anh, ok anh luôn, anh đã muốn thì em đây sẵn sàng đáp ứng ngay. Như này đã bao sạch chưa anh? Cứ phải gọi là uy tín. Chắc hôm qua tài xế lỡ uống 10 thùng bia nên hơi căng. Mấy pha bò cua thẳng xuống mương như này chỉ có mấy anh say xỉn mới kiến tạo được, chứ người bình thường không ai lại làm thế. Quả đường truyền được của nó thế này thì hỏi sao hàng cứ mãi ở kho mê linh, thoát thế nào được. Khổ thân mấy tín đồ săn xeo mòn mỏi chờ hàng, tưởng đâu tài kẹt tiền các kiểu, ai mà có ngờ lý do là cợt nhã như này. Xe làm đường mà làm đâu không thấy chỉ thấy báo. Kẻ làm người phá kiểu này thì dẹp luôn đi, chứ làm cái gì nữa. Kiểu này thì làm tới chục cái nồi bánh chưng nữa cũng chưa xong luôn quá à. Phải tôi lại đấm cho mấy nhát. Xin vĩnh biệt cô. Á chà chà, ảo thế nhở. Được của ló đấy bạn tôi. Bạn làm sao mà tọt lên được tư thế có 102 luôn ghê thế. Tôi là tôi hơi bị nể bạn rồi đấy. Khi bạn vẫn chăm chỉ làm việc nhưng thật ra đã chết trong lòng nhiều chút. Hey à, buồn như phượng héo. Tôi đau đớn, tôi gục ngã vãi ra rồi mà thằng chủ vẫn muốn phát đến giọt cuối cùng nên mới có cớ sự này đây. Mất niềm tin vào loài người quá mà. Khi bạn đam mê đua xe F1 nhưng nhà chỉ có quả xe này, không sao, một khi mà đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Chuyến dã ngoại bất ổn, cũng may là văng luôn trên đường đấy. Trộm phía quá. Chân thành cảm ơn các anh em thiện lành đã ủng hộ những video của chúng tôi. Nếu thấy video hấp dẫn thì hãy nhấn like. Và đừng quên nút theo dõi nếu muốn xem thêm những video thú vị như thế này nha. Mãi yêu.